Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý của siêu thị Hàn Quốc Kora Shop 24 giờ. Với 8 năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm Hàn Quốc tới tay người tiêu dùng Việt Nam, nên Kora Shop 24 giờ luôn luôn chọn những sản phẩm chất lượng nhất tại đất nước Hàn Quốc để đem tới tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của chính bạn hay gia đình bạn. Và hôm nay thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn một loại quả rất nổi tiếng tại đất nước Hàn Quốc, đó chính là táo đỏ sấy khô. Táo đỏ thì được trồng tại các vùng Á Đông như là Hàn Quốc này, Nhật Bản này, Trung Quốc này, đặc biệt là cả Việt Nam cũng có trồng các bạn. Và mỗi một loại thì ở mỗi một vùng đất thì sẽ tạo ra chất lượng của táo đỏ khác nhau, nhưng vượt trội hơn hẳn đấy chính là táo đỏ tại Hàn Quốc. Bởi Hàn Quốc được thiên nhiên ưu đãi với đất đai màu mỡ, khí hậu thì ôn hòa, đặc biệt là vùng đất Gyeongsan, một vùng đất mà đi vào ta sẽ thấy có rất nhiều cây táo đỏ được trồng ở đó. Nó còn được mệnh danh là thung lũng của táo đỏ. Vâng. Với công nghệ sấy khô hiện đại cùng với quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt của chính phủ Hàn Quốc, tạo ra những quả táo đỏ các bạn có thể nhìn thấy ạ. Những quả táo đỏ rất là bé như thế này thôi, nhưng nó lại chứa rất nhiều các dưỡng chất như vitamin A, vitamin C, vitamin B1, canxi, sắt, hay phốt pho, rất có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Vậy khi chúng ta sử dụng táo đỏ sấy khô của Hàn Quốc thì sẽ có công dụng gì? Sau đây Ngọc Hoa sẽ cùng giới thiệu cho các bạn nghe nhé. Điều đầu tiên phải nói tới đấy là có rất nhiều các sản phẩm về sức khỏe, nhưng họ lại luôn luôn là không thể sử dụng cho phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú. Nhưng đối với táo đỏ sấy khô, đây là một sản phẩm dành cho sức khỏe nhưng chị em phụ nữ đang mang thai hay cho con bú sử dụng lại rất tốt. Đối với những phụ nữ đang mang thai thì việc mà da chúng ta hay bị sạm, tóc hay bị khô, đấy là một vấn đề tạo nên cảm xúc cho chúng ta rất buồn, đúng không ạ? Khi mang thai tất nhiên là chúng ta vui mừng được chào đón một đứa trẻ, nhưng người mẹ thì nhan sắc sẽ xuống đi và chúng ta cũng có đôi chút là buồn bã, đúng không ạ? Đặc biệt hơn nữa là đối với phụ nữ đang mang thai thì khi chúng ta sử dụng táo đỏ sấy khô Hàn Quốc sẽ giúp chúng ta bồi bổ khí huyết, nên giúp chúng ta phục hồi cơ thể lại nhanh chóng sau khi sinh. Đối với những phụ nữ sau khi sinh thì việc chúng ta trải qua một cơn đau đẻ rất là vất vả, cơ thể chúng ta bị suy kiệt rất là nhiều, vậy chúng ta nên tăng cường sử dụng táo đỏ sấy khô sẽ giúp cơ thể chúng ta hồi phục nhanh hơn. Đối với các cô, các chú hay các bác lớn tuổi, khi chúng ta sử dụng táo đỏ sấy khô thì sẽ giúp cho chúng ta cải thiện được về chứng suy giảm trí nhớ hay là chống lão hóa tốt hơn, và cũng là tăng cường sức đề kháng cho chúng ta để chúng ta không bị mắc các căn bệnh hay các mầm bệnh từ môi trường bên ngoài xâm nhập vào cơ thể. Vâng, và như lúc đầu thì Ngọc Hoa cũng có nói với các bạn là trong mỗi quả táo đỏ này thì có rất nhiều thành phần, và phải nói đến đấy là thành phần sắt và phốt pho là một trong những thành phần rất quan trọng dành cho máu của chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì khi chúng ta sử dụng táo đỏ sấy khô của Hàn Quốc sẽ giúp chúng ta bồi bổ máu, điều hòa huyết áp, chống lão hóa, và đặc biệt là những người huyết áp thấp, khi chúng ta sử dụng táo đỏ sấy khô Hàn Quốc nó sẽ cải thiện về cái vấn đề huyết áp thấp cho chúng ta rất là nhiều. Và đối với trẻ em thì sao ạ? Khi mà những đứa trẻ của chúng ta, những em bé của chúng ta ăn những quả táo đỏ sấy khô thì sẽ giúp các em bé tăng cường sức đề kháng, chống lại các bệnh tật, ví dụ như Ngọc Hoa hay nói là cảm cúm này, nghẹt mũi này, hay ho. Khi mà thay đổi thời tiết, sức khỏe của các em bé yếu thì chúng ta hay bị các cái bệnh vặt bệnh như vậy. Vậy thì hãy cho con sử dụng táo đỏ sấy khô để tăng cường sức đề kháng cho con, cũng như là giúp con chống lại các cái chứng bệnh lặt vặt của lúc mà thời tiết giao mùa. Và đặc biệt nữa là khi phụ nữ đang mang thai thì rất thường xuyên bị một chứng bệnh, nói hơi tế nhị một chút, nhưng đó là chứng bệnh táo bón, đúng không ạ? Vậy thì khi chúng ta sử dụng táo đỏ sấy khô Hàn Quốc thì sẽ giúp chúng ta cải thiện vấn đề đó, để giúp chúng ta không bị táo bón và sẽ đỡ mệt mỏi hơn cho chị em phụ nữ đang mang thai rất là nhiều. Đấy chính là toàn bộ công dụng của táo đỏ sấy khô mà Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn. Vậy thì làm cách nào để sử dụng táo đỏ sấy khô chính xác nhất, và táo đỏ sấy khô sẽ được sử dụng như thế nào, nấu với những cái gì, thì sau đây Ngọc Hoa sẽ cùng giới thiệu cho các bạn nghe. Vâng, đây chính là hộp táo đỏ sấy khô của Hàn Quốc. Các bạn có thể nhìn thấy sản phẩm này, nó được tập đoàn Samsung bảo trợ các bạn nhé, và có dấu tem Made in Korea này. Trọng lượng của hộp là 1.000g, tương đương với 1 cân. Và các bạn có thể nhìn thấy ở bên này, nó cũng là giấy chứng nhận của sản phẩm Korea Brand Power Index, là một trong số những thương hiệu nổi tiếng nhất tại Korea.
Hàn Quốc. Và ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy về các thông tin của sản phẩm cũng như là hạn sử dụng là đến 16 tháng 10 năm 2022. Tất cả các sản phẩm của Hàn Quốc đều có hạn sử dụng các bạn nhé. Không có một sản phẩm nào không có hạn sử dụng cả. Đấy, chúng ta sẽ cùng mở cái hộp này ra. Vâng, một gói trông như này các bạn nhé. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đĩa đây là Ngọc Hoa đã bóc sẵn ra một gói cho các bạn xem. Đây là một quả táo đỏ này, các bạn có thể nhìn thấy nó rất là căng và mọng màu đỏ, chứ nó không bị quất quao như là táo mọi khi mà chúng ta hay ăn. Bây giờ Ngọc Hoa sẽ bẻ ra cho các bạn xem bên trong nó như thế nào nhé. Rất là dai. Đấy, các bạn thấy nhìn thấy thịt táo bên trong này rất là dày, hạt nhỏ và mùi thì nó rất là thơm. Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng táo đỏ sấy khô Hàn Quốc. Với tiêu chí của chúng tôi, chất lượng là uy tín, nên Corashop 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín tại đất nước Hàn Quốc để đem tới tay người tiêu dùng Việt Nam, nhằm đảm bảo cải thiện cũng như bảo vệ sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Tiêu chí đó đã tạo nên uy tín của Corashop 24 giờ trong suốt 8 năm qua trên thị trường Việt Nam. Và chúng tôi luôn luôn có những chính sách cam kết dành cho khách hàng riêng. Đó là thứ nhất, bạn sẽ nhận được hàng nhanh chóng. Nếu như bạn ở Hà Nội thì bạn sẽ nhận được hàng trong vòng 24 giờ kể từ lúc bạn đặt hàng, tức là một ngày làm việc. Còn nếu như bạn ở ngoại thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng từ 2 đến 4 ngày kể từ ngày bạn đặt hàng. Đặc biệt tại Corashop 24 giờ thì chúng tôi luôn luôn có một đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm tận tình, có thể tư vấn cho các bạn 24/24, không chỉ là về sản phẩm táo đỏ sấy khô Hàn Quốc mà còn về tất cả những sản phẩm khác mà bạn đang quan tâm nữa. Ngoài ra thì chúng tôi còn tư vấn cho các bạn cả về các cái chế độ dinh dưỡng cũng như là cách tập luyện sinh hoạt như thế nào để phù hợp nhất cho sức khỏe của các bạn. Đặc biệt hơn nữa là đối với Corashop 24 giờ thì uy tín luôn luôn là hàng đầu, nên chúng tôi luôn luôn cam kết với khách hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận hàng, nếu như bạn đã bóc ra sử dụng rồi mà bạn phát hiện ra hàng mình nhận được không giống với những gì bạn xem ở video này, thì bạn được phép đổi trả hàng và chúng tôi sẽ bồi hoàn tiền cho bạn ngay lập tức. Vâng, và làm thế nào để chúng ta có thể sở hữu trong tay mình một hộp táo đỏ sấy khô Hàn Quốc đây? Thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn 3 cách đơn giản nhất. Cách thứ nhất đấy là các bạn hãy gọi ngay theo số hotline 0979149256. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn nghe toàn bộ về táo đỏ sấy khô cũng như là cách sử dụng nó như thế nào cho hợp lý nhất, và tư vấn cho các bạn về chế độ dinh dưỡng cũng như là cách tập luyện dành cho sức khỏe của mình cho phù hợp nhất. Cách thứ hai là bạn có thể truy cập vào website corashop24h.com. Bằng cách hãy kéo xuống phần mô tả phía dưới video này, kích vào đường link ở đó, bạn sẽ truy cập được ngay vào website corashop24h.com. Ở đó bạn có thể đặt mua hàng ngay trực tiếp. Cách thứ ba là các bạn hãy qua ngay siêu thị Hàn Quốc Corashop24h tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi cũng như phần quà hấp dẫn hơn nữa. Vâng, vậy là chỉ với 3 cách đơn giản như vậy thôi, bạn đã sở hữu trong mình một hộp táo đỏ sấy khô Hàn Quốc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Ngọc Hoa xin kính chúc bạn cùng với gia đình có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống bình an. Để tìm hiểu thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm táo đỏ sấy khô, các bạn hãy ấn vào danh sách phát phía bên phải Ngọc Hoa. Và nhớ đừng quên ấn vào nút đăng ký kèm theo quả chuông nhỏ bên dưới để nhận được những thông báo mới nhất từ siêu thị Hàn Quốc Corashop 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh siêu thị Hàn Quốc Corashop 24 giờ.